am hiểu về phong thủy giúp nhà môi giới bất động sản tăng khả năng chốt sale. Trong chương trình đào tạo Expert Talk 13 vừa được bấtđộngsản.com.vn tổ chức, chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho biết những ứng dụng của phong thủy trong cuộc sống nói chung, kinh doanh bất động sản nói riêng là không giới hạn. Do đó, với các nhà môi giới bất động sản, kiến thức phong thủy giúp họ tăng uy tín cá nhân và kết nối với khách hàng tốt hơn. Với nhà đầu tư, am hiểu sâu về phong thủy có thể giúp họ định vị được xu hướng đầu tư, định hướng dòng tiền. Quảng Ninh, sốt đất Vân Đồn chỉ là hiện tượng cục bộ. Theo khảo sát của bấtđộngsản.com.vn, sau Tết, đất Vân Đồn nổi sóng với mức tăng ngoạn mục. Chỉ trong vòng 2 tháng, giá đất tại nhiều vị trí đạt mức tăng từ 30 đến 50%, nhiều lô đất giá tăng theo ngày, theo tuần. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, hiện tượng sốt nóng này chỉ mang tính chất cục bộ, không phải là diện mạo chung của thị trường Vân Đồn. Mặt bằng chung, giá đất Vân Đồn đang ở mức trung bình là 20 đến 30 triệu đồng một mét vuông. Đất nền Thuận An, Dĩ An hút khách nhất Bình Dương. Tại tỉnh Bình Dương, hiện tại nhu cầu giao dịch đất nền chỉ tập trung vào khu vực Dĩ An và Thuận An. Cụ thể, đất nền tại thị xã Dĩ An ghi nhận mức tăng từ 15 đến 20% ở vị trí hạ tầng đồng bộ. Tại thị xã Thuận An, mức tăng ghi nhận mạnh hơn từ 20 đến 40% khi có thông tin thị xã này sẽ lên thành phố trong năm nay. Theo tìm hiểu của bấtđộngsản.com.vn, việc khan hiếm sản phẩm đất nền tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh khiến xu hướng tiến về vùng ven của dân đầu tư đất Sài Gòn tăng mạnh. Việt Nam, thị trường tiềm năng của căn hộ thông minh. Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng của căn hộ thông minh bởi luôn nằm trong top các quốc gia dẫn đầu thế giới về sự tăng trưởng lưu lượng sử dụng điện thoại di động thông minh và sự gia tăng của thế hệ Millennials là nhóm người trẻ đón đầu công nghệ mới. Tuy nhiên, công nghệ nhà thông minh ở Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn khá sơ khai. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 5 dự án đang được chào bán giới thiệu mô hình công nghệ thông minh trong sản phẩm căn hộ. Bộ Tài nguyên sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trong năm 2019. Trong một cuộc họp báo mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ thanh tra việc chấp hành luật đất đai của các dự án có quy mô sử dụng đất lớn. Trong đó sẽ thanh tra các tổ chức sử dụng đất có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường trên địa bàn 4 tỉnh là Bắc Ninh, Gia Lai, Kon Tum và Cà Mau. Tại 5 tỉnh là Hải Dương, Hà Nam, Nghệ An, Tây Ninh, Bình Dương, cơ quan này sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế. Việc thanh tra sẽ được Bộ tiến hành đột xuất bắt đầu từ quý 2 cho đến quý 4 năm 2019. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào bấtđộngsản.com.vn, kênh thông tin số 1 về bất động sản để tìm hiểu thêm về các thông tin trên và các thông tin hữu ích khác của thị trường bất động sản.